Thưa quý vị, hôm nay du khách nào đến Đắk Lắk sẽ được thưởng thức cà phê miễn phí. Đây là hoạt động hưởng ứng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, diễn ra từ nay cho đến ngày 14 tháng 3. Hiện có 472 quán cà phê tại Buôn Ma Thuột sẵn sàng cung cấp miễn phí cho du khách những ly cà phê thơm ngon, đặc sắc của địa phương. Ngày hội cà phê miễn phí diễn ra trong hôm nay. Đây là một trong những điểm nhấn của lễ hội cà phê nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 dự kiến đón 50.000 du khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế.